Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục Weibo Collection của Rainbow Group Channel. Hôm nay chúng ta sẽ review mô hình Renshin Kamado Nezuko đến từ bộ manga nổi tiếng Kimetsu no Yaiba hay còn gọi là Demon Slayer. Mô hình này được phát hành vào năm 2020 đã tạo nên sự thành công lớn cho Magic Group Studio. Vậy mô hình này có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Các bộ phận bên trong hộp được đóng gói khá là cẩn thận. Mình đã mất một khoảng thời gian mới có thể bung hộp ra hết để thấy các chi tiết bên trong. Nhìn chung các chi tiết này khá là liền mạch và dễ lắp ráp. Đây là bị đứng hay còn gọi là base của mô hình đó các bạn. Biểu tượng ống tre này rất là đặc trưng của nhân vật Nezuko. Hai bên tỏa ra các đường sơn lá nhũ vàng, nhìn khá là đẹp. Phần sửa base sẽ có một cổng nguồn 3.5 để cấp điện cho đèn led ở phía trên. Tổng thể thì base cũng khá là đơn giản, cầm nặng và chắc tay. Để xem mặt dưới sẽ có gì nha. Wow, đây là hình ảnh Nezuko Queen ngầu gánh tim đó các bạn. Ở đây mã số ghi 23/520, nghĩa là trên toàn thế giới chỉ có 520 bản thôi, và mình hiện đang sở hữu mô hình thứ 23 đó. Xoay qua phần phía sau, chúng ta sẽ thấy một công tắc và một cổng micro USB. Khá là khó hiểu khi mô hình đắt tiền thế này mà hãng lại không kèm theo cho chúng ta một dây sạc luôn các bạn. Nhưng thôi, miễn là mô hình chúng ta cứng cáp và chắc chắn là ok rồi đúng không nào? Effect đi kèm được sơn màu đỏ khá là bắt mắt, cầm cũng hơi nặng đó nha. Ở mỗi effect lớn sẽ có một chân kim loại để tăng độ chắc chắn. Những effect còn lại chỉ có 500 để gắn vào thôi, nhưng theo mình thấy thì nó cũng hít rất là chặt. Các bạn có thể thấy ở đây, hộp gỗ được làm rất là chi tiết, từng đường vân gỗ hiện lên nhìn rất là thật. Thật sự mà nói, studio đã rất tỉ mỉ trong việc thiết kế mô hình cho giống với nguyên mẫu nhất. Đến những chi tiết nhỏ như góc và cạnh hộp, quai đeo, màu sắc sơn lên cho bạn cảm giác như đây là một hộp gỗ thật sự chứ không phải là bằng nhựa. Vì là phần bệ đứng cho mô hình Nezuko nên chân của chi tiết làm khá là to và chắc chắn để đảm bảo mô hình không bị rung lắc đó các bạn. Và đây là chi tiết duy nhất sử dụng nguồn LED của chúng ta. Bề mặt của mặt trăng này có các vân lồi lõm nhìn giống như là mặt trăng thật sự vậy, cũng khá là nhẹ. Ở góc trên sẽ có một vài lỗ để gắn thêm các chi tiết khác. Còn ở phía dưới đế sẽ có một cổng 3.5 để kết nối với nguồn LED. Nhưng các bạn cũng phải thật cẩn thận khi lắp ráp, vì đây là phần kết nối duy nhất nên khá là yếu và dễ gãy. Ở mặt sau thì không có gì hết, vì đây là mô hình Renshin nên theo mình thì đây là chi tiết dễ bị ố vàng nhất theo thời gian, nên các bạn cũng phải bảo quản thật là cẩn thận nhé. Một điều thú vị ở mô hình đó chính là những chiếc đèn lồng có thể tắt mở bằng cách ngõ nhẹ vào phần mặt như thế này đây các bạn. Mình thấy cái này cũng khá là hay, vì đèn có thể sáng ngay mà không cần phải mất quá nhiều thời gian để mở. Tổng cộng chúng ta sẽ có 5 chiếc lồng đèn, mỗi chiếc tương ứng sẽ có một chip LED đi kèm. Để đến được chip LED vào lồng đèn thì mặt trong sẽ có một miếng 500 nhỏ như vậy nè các bạn. Nguyên tắc hoạt động cũng không có gì phức tạp lắm. Trên con chip sẽ có một ống lò xo nhỏ. Khi các bạn gõ vào lồng đèn, ống rung lên sẽ thay đổi dòng điện đi qua mạch, làm mạch đèn tự động tắt hoặc mở. Cũng đơn giản đúng không nào? Vì hãng sẽ không kèm theo pin nên các bạn sẽ cần phải chuẩn bị pin ở ngoài nha. Ở đây đèn sẽ dùng pin CR12203V. Các bạn nhớ lưu ý mua đúng pin, vì ở kích thước nhỏ như vậy sẽ có hai loại pin dày mỏng khác nhau. Mình đã mua nhầm hai loại pin này nên cần phải tốn một thời gian chờ nhận hàng mới có thể test đèn được đó. Trên tay mình là phần thân của Nezuko. Các chi tiết ở trên kimono sơn lên rất là rõ nét, màu sắc tách biệt và hoàn toàn không bị lem. Các bạn có thể thấy các mảng màu sáng tối ở đây được sơn lên khá là tỉ mỉ, làm cho chi tiết này nhìn rất là thật và mềm mại. Bộ kimono này thì không thể chê vào đâu được luôn. Các bạn nhìn vào những hoa văn ở trên đây nè, tất cả đều rất là sắc sảo, màu sắc dạng đều và không có hiện tượng loang màu. Một số họa tiết ở trên chân và tay của Nezuko cũng vẽ lên công phu lắm mà nha. Phần chân của mô hình có chi tiết kim loại, nhưng mấy bạn nhìn nè, nó khá là mỏng nên khi lắp ráp cũng phải hết sức là cẩn thận.
Nếu bạn nào đã đọc manga hoặc xem anime thì đã biết hình dạng này của Nezuko rồi đúng không? Từng chi tiết như mái tóc, chiếc sừng, ánh mắt hay những chi tiết nhỏ như cái nhíu mày cũng rất là giống với bản gốc. Mô hình của chúng ta còn đi kèm với một remote điều khiển đèn bé bé xinh xinh của Cute Firmware như vậy nè các bạn. Remote này sử dụng viên pin CR2032, vì vấn đề an toàn cháy nổ nên hãng sẽ không kèm theo viên pin này cho các bạn đâu nhé, mà các bạn phải mua trước. Các bạn có thể mua viên pin này ở các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee hay Lazada đều có. Ok, và bây giờ chúng ta tiến hành lắp ráp thôi. Let's go! Hơi tiếc một chút là mô hình của chúng ta chỉ có thể tắt mở đèn mặt trăng và lồng đèn thôi. Chứ nếu mà các effect có đèn nữa thì chắc chắn sẽ lung linh hơn rất là nhiều. Các bạn nghĩ sao về mô hình này? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, nhấn chuông để không bỏ lỡ những video unbox tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.